trước Bắc Quý khán giả, anh Nguyễn đang test và giới thiệu về những cặp loa đến từ Mỹ, hãng JBL, có model là ZZX200, mã là ZX215 bác nhá. Mấy cái 215, mấy cái là 115. Thì dòng loa này là dòng loa các bác vừa nghe nhạc hay, vừa hát tuyệt vời. Cái này đã rất nhiều anh em đã dùng rồi. Mời bác cùng nghe một bản nhạc nhá. Tiếng tép đánh rất lành, gọn gẽ, lời rõ, trống êm. Anh làm thơ vô quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng vô quy vì mưa gió không về trên trường anh bước. Thì đây là dòng loa có mức đầu tư cực kỳ hợp lý cho anh em mà chơi loa xịn, loa hay không nhá. Công suất là 250W cho đến 500W tám ôm, rất dễ ghép với những con đẩy, những âm ly công suất lớn, đẩy thì không còn lớn nữa nhá. Em ơi, nhìn gió lên khơi, lòng có trong vơi một người xa cũ. Rồi em cho nhỏ nhạc này để tiểu bác chi tiết nhá. Thì đây là cặp loa có model là ZX200. Đấy, mã là 215 bác nhá. Đấy, cái này nó là thùng hình tăng cân, bọc lấy rộng là 47, sâu là 44, cao 70. Nó rất phù hợp cho mọi không gian gia đình nhà mình. Đấy. Thì cái tem này nó có 115 bác nhá. Em dán nó đẹp thôi, chứ có nó không có. Đấy, em dán đẹp thôi nhá. Còn dòng này dòng tem đen, tức là nó là đòi cao cấp hơn là đòi 115. Đây, anh em xem đây. Đấy. ZX200 bác nhá. Đấy, mô đen nó là 215. Mà hỗ trợ hai cổng vào là jack lưu trích và sâu ly. Đấy, còn một đôi nữa là đôi 115 đây, thì kích thước và tất cả bát tép nó giống nhau nhé, không khác nhau cả, thì khác nhau ở đời thôi. Đấy, con này là 115 lắp ráp sắt Mexico. Bây giờ phần 2 em sẽ quay kỹ nội thất của con này mới nhá. Có 200 này, còn con này thì em bắt đầu cần về hình ảnh video và nội thất em sẽ gửi cho các bác sau nhá. Còn cái em sẽ quay riêng biệt, bởi quay hai cái liền lúc nó sẽ rất là dài video, hay là các bác xem nó sẽ không tập trung. Là phần 2 em đã quay được thất của dòng loa ZX200 bác nhá. Trước mắt quý khán giả, anh Nguyễn đang giới thiệu về một cặp loa đẹp lung linh đến từ Mỹ, nằm trong chuỗi series ZX200 có model là ZX215. Thì đây dòng loa sở hữu một bát 40, một tép kèn. Với cấu trúc đặc biệt của dòng loa này sẽ giúp cho quý vị và các bạn nghe và hát karaoke cực kỳ tuyệt vời. Nói về dòng loa JBL thì chất âm là số 1 thế giới đúng không? Hôm nay em về một cặp loa rất đẹp, làm một clip giới thiệu đến các bác toàn bộ thông tin của dòng loa này. Thì dòng loa này có thiết kế là hình thang cân, bọc lỉ, rộng là 47, sâu là 44, cao là 70. Đấy, được lắp ráp sản xuất tại Mỹ cũng nhá. Bây giờ em sẽ quay thông số đây. Con này nó là ZX200, model là ZX215. Đấy, hỗ trợ hai cổng vào. Đấy, đời rất cao nhé. Nó có đời 100 là 200, đời 100 là đời nâng cấp của đời 100. Rất là đẹp luôn. Đấy, xuất sắc. Xung đồ này không phải chơi được anh em nhé. Tất cả mọi thứ. Về phân tần của nó đây. Phân tần của nó thì nó giống như phân tần của cái dòng loa khác thôi. Quần cảm, tụ điện và xong ở đằng sau là ống phun chống cháy. Thùng thành rất đẹp luôn nhé, sáng trưng luôn. Đấy. Về cặp tép thì nó dùng cặp tép truyền thống từ 9 họng 200 năm. Này từ thép trắng bác nhá. Mã của nó là 2412H Made in USA, từ 9 họng 5. Đẹp lung linh, dinh nguyên bản nhá. Chất lừ luôn. Đấy, cái này thì em đã bán nhiều rồi. Nói chung là chỉ giới thiệu hàng chất hàng đẹp thôi. Và đây là cặp bát của nó nhá. Gân lụa tẩm dầu. Chúng rất là đẹp luôn. Xuất sắc bác nhá. Quá ok, gân lụa tẩm dầu. Màng zin không rách bác nhá, dai rách này. Rất là dai này. Đấy. Đây, từ của nó. Từ này từ 16 họng gần 70. Mã là 115-8 Tamo, sản xuất tại Mỹ. Đẹp lung linh. Nói chung tất cả là đẹp đấy nhá. Dính hết luôn. Đấy. Xuất sắc luôn. Nó em quay kỹ này rồi các bác không phải nghĩ đúng không? Từ phân tần, từ củ bát, từ củ tép là quay hết. Đấy, bao nhu cầu thì cứ chốt thôi. Giá thì mềm mại nhá. Thế giá cặp loa đẹp này mới nhá. Hiện tại em đang cung cấp với giá rất tốt cho bác luôn. Là 14.500.000 đồng. Đấy, chúng ta đẩy Mỹ nhá, từ đẹp trắng, từ 16 họng gần 10. Công suất là 205W đến 500W. Cái này anh em để hát và nghe nhạc rất là chất luôn.
trong vòng tầm 35 rồi vuông lại thì ok không nhá. Đấy, anh em là muốn ghép bộ hát thì đơn giản thôi. Tức là cả hai bộ em ghép này có vào 7 triệu này. Đấy, một cặp loa 40, quần tải 3 kênh thì đang dùng 2 kênh. Sao anh em muốn ghép súp được? Một chiếc vang số lồng tiếng của linh nguồn mic nhá. Tiếng rất hay. Em bị ghép thế. Là xong rồi nhá. Đấy, anh em làm nhu cầu liên hệ với em. Đấy, 14.500 người đồng. Bao ship tặng cặp dây nhá. Bao đẹp, bao chuẩn, bao hay anh em luôn.